Khảo sát của Hội đồng vàng thế giới cho thấy, tại Việt Nam có 73% số người được hỏi quan tâm đến thị trường vàng. Vì vậy, sự biến động của giá vàng đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của khá nhiều người dân. Không sôi động như tại một số thành phố lớn, thị trường vàng ở Nghệ An lại ở trạng thái chờ. Người dân chủ yếu quan sát diễn biến và có phần e ngại trước tình trạng vàng đang tăng giá. Giá lùn xùn lên xuống đảo chiều là trong một ngày là giá biến động nhiều. Nên là nhiều khi khách đến là tâm lý cũng rất thoáng mái. Họ đến để họ cùng cân nhắc là phải nên mua, nên bán hay chưa. Thì người mua thì thấy giá cả là lên xuống thất thường, giá cao mà lại không ổn định thì tâm lý họ cũng đang e ngại che chừng. Còn mà người bán thì cái tâm lý là cứ chơi giá cho cao hơn nữa thì họ mới bán. Từ cuối năm 2023 đến nay, giá vàng thế giới và trong nước biến động mạnh, vượt xa mức dự đoán là 79 đến 80 triệu đồng một lượng. Giá vàng miếng SJC trong nước có thời điểm lên trên 85 triệu đồng một lượng. Vàng nhẫn cũng vượt 75 triệu đồng một lượng. Đây là mức giá kỷ lục chưa từng có trong lịch sử. Giá vàng trong nước có khoảng cách rất lớn so với giá vàng thế giới, với mức chênh lệch có thời điểm lên đến 20 triệu đồng một lượng. Tình hình này đã tác động lớn đến nền kinh tế. Người dân với cái tâm lý đang lo sợ rằng cái việc giá vàng tăng cao quá mức như thế này thì tiềm ẩn cái nguy cơ lạm phát. Điều này sẽ làm giảm giá trị của đồng tiền Việt Nam, do đó họ có xu hướng là mua vàng để tích trữ. Một bộ phận nữa thì họ có xu hướng là đầu tư, đầu cơ vào thị trường vàng để chốt lời. Chính vì điều này đã gây ra những cái tác động về đẩy giá vàng trên thị trường. Thêm vào đó thì chúng ta thấy là khi mà người dân tích trữ vàng thì điều này đồng nghĩa với việc là cái lượng tiền đi vào trong ngân hàng có xu hướng là bị sụt giảm. Số cái mặt hàng ở trên thị trường có xu hướng thì neo theo cái giá vàng, và một số cái nhà cung cấp hàng hóa có xu hướng sẽ đẩy giá hàng hóa đó lên, dẫn tới các cái chi phí đầu vào liên quan cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng sẽ bị tác động. Theo thống kê, từ năm 1990 đến nay, vàng đã tăng giá đến 30 lần. Thị trường vàng trong nước và cả thế giới biến động mạnh, không theo chu kỳ. Đã có nhiều ý kiến đưa ra nhằm tìm giải pháp ổn định thị trường vàng, như cần sớm sửa đổi Nghị định 24, xóa bỏ độc quyền kinh doanh vàng miếng cho nhập khẩu vàng. Vậy trong bối cảnh hiện nay, đâu có thể là giải pháp hữu hiệu nhằm ổn định thị trường vàng, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển lành mạnh? Phần lớn các cái tư vấn của Hội đồng Tư vấn Tài chính Tiền tệ thì đều nói rằng tức là hãy chấm dứt cái tình trạng độc quyền vàng miếng của Ngân hàng Trung ương, trả lại cái nhãn hiệu SJC cho SJC, và nó sẽ trở thành một cái nhãn hiệu vàng bình thường như các cái nhãn hiệu khác, và cái chênh lệch giữa nó và các cái nhãn hiệu khác trở nên nó cũng biến mất. Trao cái quyền xuất nhập khẩu đó cho các cái doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, biến cái chính sách vàng hiện đại trở thành một cái chính sách như là một chính sách thương mại bình thường. Và như vậy thì sẽ nhanh chóng giải quyết được cái tình trạng chênh lệch giá vàng hiện nay và tình trạng bất ổn giá vàng hiện nay trong nước. Vàng đã được xem là một trong những lĩnh vực kinh tế quan trọng không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Vàng không chỉ là một loại hàng hóa mà còn là một công cụ tài chính, một kênh đầu tư, một phương tiện để bảo toàn tài sản. Việc đưa ra các giải pháp, công cụ quản lý hiệu quả để thị trường vàng phát triển ổn định là rất cần thiết.